Hai tử tử Úc có thêm chút thời gian với gia đình. Tin từ Jakarta, Indonesia, báo chí Úc ngày hôm nay cho biết là Indonesia vẫn cương quyết duy trì án tử hình cho hai công dân Úc vì tội buôn lậu ma túy. Tuy nhiên, Jakarta thông báo là việc chuyển tù hai tội phạm trên sẽ được trì hoãn, cho phép họ được gặp gỡ gia đình lâu hơn. Bộ trưởng Tư pháp Indonesia cũng chưa biết rõ là sẽ cho thêm họ bao nhiêu thời gian và ông cũng khẳng định là ngày thi hành án cũng chưa được ấn định. Andrew Tran, 31 tuổi, và Muran Sukumaran, 33 tuổi, là hai